Nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, trong đó có viêm não, màng não là bệnh xảy ra rải rác quanh năm. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6, các cơ sở y tế đã tiếp nhận các ca viêm não, màng não có xu hướng tăng lên rõ rệt. Đáng chú ý, các di chứng có thể gặp sau khi trẻ bị viêm não, viêm màng não thường rất nặng nề như bại não, liệt chân, liệt tay, bị động kinh, điếc, trí nhớ kém. Vì thế, các bậc phụ huynh cần phải hết sức lưu ý. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bé gái 4 tuổi này được chẩn đoán viêm màng não. Trước khi nhập viện, gia đình cho biết cháu có biểu hiện sốt cao không hạ, đau đầu dữ dội, mê man về đêm. 6 tiếng sau, tình trạng không cải thiện, gia đình đã đưa bé vào bệnh viện. Không, đến đêm ngủ thì con kêu đau đầu quá, con đau dữ dội và con sốt hơn 38 độ. Xong rồi con cứ mê man, con không tỉnh táo. Xong rồi con muốn chớ, muốn nôn. Con nôn lúc đấy, xong rồi con đau dữ dội suốt từ lúc 3 giờ sáng cho đến khi vào viện. Khi vào viện được 6 tiếng thì con vẫn đang chớ, con vẫn đang đau đầu. Con chỉ có đau đầu thôi. Các bác sĩ chẩn đoán mới đầu thì các bác sĩ chẩn đoán là nghi ngờ con bị viêm màng não và chờ gia đình chờ kết quả xét nghiệm, xong thì bác sĩ kết luận là con bị viêm màng não. Do cái đặc thù của bệnh nên là hầu hết các cháu mà viêm não màng não vào với chúng tôi đều có cái triệu chứng của một cái hội chứng viêm não cấp, đó là sốt cao, đau đầu rõ rệt, đau đầu rất là dữ dội, và những cái cháu vào muộn thì bắt đầu có biểu hiện là ý thức đang giảm dần, xấu dần, và có một số cháu đã bắt đầu có những biểu hiện thần kinh khu trú như co giật, như liên quan đến liệt vận động hay là rối loạn ý thức. Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ cho biết từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, số ca viêm não, màng não có sự gia tăng rõ rệt, hiện chưa thấy có sự đột biến so với mọi năm. Tuy nhiên, đây là những bệnh mà phân bố dịch tễ liên quan đến mùa, bởi liên quan tới dịch tễ của các loại virus. Nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, trong đó có viêm não, màng não, thường hay để lại những di chứng nặng nề cho trẻ. Nhiễm trùng là một cơ quan quan trọng, và hơn nữa, những cái nhiễm trùng đây thì nó thường để lại, hay để lại và dễ để lại các cái di chứng, và những cái di chứng đó đều để lại những cái hậu quả lâu dài ảnh hưởng đến cuộc sống, vận động, học tập về sau này của các cháu. Tôi ví dụ như có những cháu mà sau viêm não, nhất là viêm não Nhật Bản, thì để lại di chứng liên quan đến ý thức, nó không có hòa nhập xã hội và sau này trẻ mất cái khả năng học tập cũng như lao động. Hay là có những cháu liên quan đến liệt vận động, tất nhiên tùy từng cái vị trí tổn thương trên não mà nó có thể gây ra các cái biến chứng, cũng các như các di chứng khác nhau. Thành ra là đó là những cái mà vì sao xã hội và cái ngành y tế đều quan tâm để phòng chống, cũng như làm sao khuyến cáo những người dân điều trị, giảm thiểu các cái vấn đề liên quan đến di chứng cho bệnh viêm não. Theo các bác sĩ, đặc trưng của bệnh viêm não là sốt đột ngột, sốt cao nhanh, sau đó các cháu có biểu hiện đau đầu và nôn. Thông thường với trẻ nhỏ, triệu chứng sốt, đau đầu và nôn ở những giờ đầu, đôi khi rất dễ lẫn với nhiều bệnh nhiễm trùng, nhiễm virus khác, thường các cha mẹ bỏ qua. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết các biểu hiện của viêm não, màng não sẽ có đặc trưng riêng, cha mẹ cần hết sức lưu ý để cho trẻ nhập viện sớm. Viêm não, viêm màng não đó là một cái thể bệnh diễn biến cấp tính, thậm chí là tối cấp, chỉ trong vòng chưa đến 24 giờ các cháu đi vào nặng. Còn cấp thường trong vòng 2-3 ngày thì sau cái biểu hiện ban đầu là sốt, đau đầu, rồi là nôn đó thì ý thức của con giảm dần, rồi con kém linh hoạt. Thế thì nếu mà con có những biểu hiện như vừa nói và các cha mẹ nên quan sát kỹ con, cái đau đầu nó khác thường đi. Những cái đau đầu do những virus khác khi hạ sốt con có thể giảm bớt. Đấy, hoặc là những cái trẻ mà có ho thường gây nôn thì bây giờ với bệnh viêm não này thậm chí không ho nó cũng nôn một cách tự nhiên, nôn không kìm được, gọi là nôn vọt. Hay là cái đau đầu cho dù mình có dùng giảm đau cũng không thể hết được. Đấy, thế thì quan sát con và sát sao với những cái triệu chứng mà con có, đặc biệt vào mùa hè, đây là mùa của viêm não, thì cha mẹ nên cho con đến khám sớm. Khi nói đến viêm não ở trẻ nhỏ, hầu hết trên 80% là do virus, trong đó có những loại virus đã có vaccine phòng bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo các bậc cha mẹ nên cho trẻ đi tiêm phòng đầy đủ. Còn lại những loại virus chưa có vaccine phòng bệnh, chúng ta sẽ áp dụng các biện pháp phòng bệnh chung như tuân thủ vệ sinh tay, đeo khẩu trang, vệ sinh thân thể và nơi sinh hoạt, ăn chín uống sôi. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần nâng cao thể trạng cho con bằng cách bổ sung các vitamin và khoáng chất cho trẻ để tránh các tác nhân gây bệnh.